Tại đêm khai mạc lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, các tổng lãnh sự và phu nhân, phu quân của các tổng lãnh sự xuất hiện duyên dáng trên sân khấu trong những tà áo dài. Trong đó gồm có tổng lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Chang Sorikin, tổng lãnh sự Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh và Adrian Fel Larada và phu quân, tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Daniel Kunerastok, tổng lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Auguste van Soffen và phu nhân, tổng lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Enrico Badula và phu nhân, tổng lãnh sự Kuwait tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Taylor H.S.H. Haja, tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoa Tường và phu nhân tổng lãnh sự Nga tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự xuất hiện của các tổng lãnh sự và phu quân, phu nhân mang ý nghĩa là đại sứ để mang hình ảnh áo dài ra thế giới. Bên cạnh việc các vị chính khách Việt Nam thường xuyên diện trang phục này khi làm việc, tham gia các hội nghị quốc tế, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Khán giả người dân cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho màn xuất hiện của các người mẫu đặc biệt này. Tuy không có vóc dáng và kỹ năng trình diễn như các người mẫu chuyên nghiệp, nhưng trong tà áo dài, thần thái và sự duyên dáng của các phu nhân, phu quân lãnh sự và tổng lãnh sự càng tăng thêm vượt bậc. Nối tiếp phần xuất hiện của các tổng lãnh sự và phu nhân, phu quân là các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế Võ Việt Trung, Đức Vinh Si, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Elifan, Hồ Trần Gia Thảo, v.v. Đây đều là những nhà thiết kế từng mang áo dài giới thiệu tại các nước bạn, thậm chí tại các kinh đô thời trang lớn. Các thiết kế đều được cách tân độc đáo, thể hiện tinh thần hiện đại, giao thoa văn hóa. Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 kéo dài từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 3 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây cũng là kỷ niệm lần thứ 10 lễ hội được tổ chức.